Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Đà Nẵng nên cách ly như ở Vũ Hán. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng mức độ dịch COVID-19 ở Đà Nẵng đã ở mức rất cao, khi bình quân 1 triệu người Đà Nẵng thì có hơn 100 người nhiễm bệnh. Ông Nhân đề nghị tham khảo kinh nghiệm cách ly ở Vũ Hán, Trung Quốc để xử lý dịch bệnh tại đây. Chiều ngày 2 tháng 8 thì phát biểu tại hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ chủ trì với các tỉnh thành về phòng chống COVID-19 thì Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng chúng ta đang đứng trước tình thế hết sức đặc biệt khi tình hình thế giới vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Dự báo thời điểm từ 12 đến ngày 15 tháng 8 sẽ có 20 triệu người nhiễm. Và ông Nhân cho rằng đến nay có 4 nước đã trải qua làn sóng thứ hai, gồm có Nhật Bản, Italia, Hồng Kông và Israel. Ở Việt Nam cũng đã bước vào giai đoạn mới. Thực ra chúng ta bắt đầu bước vào làn sóng thứ hai, ông Nhân nêu quan điểm. Và ông Nhân phân tích rằng ở Việt Nam làn sóng thứ nhất đã kết thúc và đạt đỉnh dịch vào ngày 30 tháng 3. Lúc đó thì cả nước có 178 người nhiễm. Lần này cả nước đã có 214 người nhiễm. Như vậy số người nhiễm lần này đã cao hơn đỉnh dịch lần thứ nhất. Và đây là tình huống rất mới. Chúng ta đã có 37 trên 63 tỉnh có lây nhiễm, tức là trên 50%. Nên vào tiêu chí đất nước có dịch, nhưng tổng thể đất nước Việt Nam thì vẫn an toàn, ông Nhân đánh giá. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phân tích, hiện không có đủ thông tin dự báo về nguy cơ sắp tới, nhưng từ đồ thị của đất nước thì dự báo từ 23 đến 30 tháng 8 là nguy cơ. Và nếu không có giải pháp quyết liệt, sẽ đạt ngưỡng 10 người nhiễm trên 10 triệu dân, thì sẽ đạt ngưỡng 10 người nhiễm trên 1 triệu dân. Và cả nước sẽ có 970 người đang điều trị trong bệnh viện. Và nếu không làm quyết liệt, thì sau thời gian vàng 30 ngày sắp tới, chúng ta sẽ vào diện cả quốc gia có dịch. Chúng ta đã có nguy cơ trong 30 ngày tới, nên cần có chủ trương quyết liệt. Đà Nẵng hiện có 120 người đang điều trị, thì phải có mục tiêu điều trị. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội rất có nguy cơ. Từ khi dừng bay đã xác định có 140.000 người đã bay từ Đà Nẵng về Thành phố Hồ Chí Minh. Nguy cơ rất lớn, nên cần có nhiệm vụ đặc biệt cho Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, ông Nhân nói thêm. Riêng với Đà Nẵng thì ông Nhân cho biết, về nhận định tình hình thì đến nay có 103 người nhiễm trên dân số 1 triệu người, tức là bình quân 1 triệu người Đà Nẵng thì có hơn 100 người nhiễm, tức là gấp 10 lần chỉ số thế giới công bố là có dịch. Như vậy, Đà Nẵng có mức độ rất cao và cần xác định Đà Nẵng là trung tâm dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm và mức độ rất cao. Bộ Y tế báo lây nhiễm ở Đà Nẵng đã diễn ra âm thầm khoảng 2 tháng nay rồi, nên số vừa phát hiện là do xét nghiệm, chứ họ làm đó sẵn rồi, nên đề nghị Đà Nẵng áp dụng các biện pháp cao nhất. Như ở Vũ Hán, một ngày một người được ra ngoài đi chợ một lần, Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh nói. Bí thư Nhân cho biết từ kinh nghiệm quốc tế, cụ thể là Vũ Hán cho thấy, khi xảy ra dịch ở mức độ cao nhất, họ yêu cầu tất cả các gia đình ở nhà. Một ngày thì chỉ được một người đi chợ một lần, và phát phiếu thì chỉ người đó được ra khỏi nhà. Và sau một thời gian họ không cho đi chợ nữa, mà chuyển sang giao nhận thực phẩm tại nhà. Vấn đề thứ hai đặt ra với Đà Nẵng và cả nước, đó là năng lực cách ly phải tính toán. Vì Thành phố Hồ Chí Minh có kinh nghiệm, cứ một người nhiễm thì phải cách ly 280 người liên quan. Và nếu áp dụng số này cho Đà Nẵng, thì hiện nay có 100 người nhiễm, thì cần 28.000 chỗ cách ly ở các cấp. Rõ ràng không thể có chỗ cách ly cho 28.000 người. Đà Nẵng đang cho xây dựng bệnh viện dã chiến ở trung tâm thể thao với 1.000 chỗ, nhưng với số người 28.000 thì rất nhỏ bé. Từ đó thì phải coi cách ly ở gia đình là quan trọng nhất. Và đề nghị Bộ Y tế có nghiên cứu, hướng dẫn về cách ly gia đình, cách ly toàn bộ gia đình, ông Nhân nói thêm. Và ông Nhân cũng cho rằng, thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao cách ly ở nhà thật sự hiệu quả và phải giám sát lẫn nhau ở trong gia đình. Thủ tướng tính toán chặt chẽ trước khi quyết định giãn cách xã hội. Chúng ta không được chủ quan lơ là lỏng lẻo để dịch bệnh tràn lan bùng phát và mất kiểm soát. Cần phải tính toán rất chặt chẽ trước khi quyết định giãn cách xã hội với phạm vi và quy mô một cách hợp lý. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này khi kết luận tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với các tỉnh, thành phố trên toàn quốc về phòng chống dịch COVID-19 vào chiều ngày 2 tháng 8. Đánh giá cao các ý kiến của các địa phương khi nêu ra nhiều giải pháp cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh cần hoàn thiện chỉ thị mới thay cho chỉ thị 16-19 trong bối cảnh giai đoạn 2 của dịch bệnh. Thủ tướng biểu dương nỗ lực của ngành y tế của thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước
đã khoanh vùng ổ dịch tích cực với các biện pháp mạnh mẽ. Dịch COVID-19 được dự báo là sẽ rất phức tạp, lan rộng nếu chúng ta không khoanh vùng, dập dịch quyết liệt và kịp thời. Phát biểu với các địa phương trên toàn quốc, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần lớn là không được lơ là và chủ quan. Trước hết, hệ thống chính trị phải vào cuộc, đặc biệt là những vùng có dịch, ổ dịch, cần coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tập trung chỉ đạo. Thứ hai, phải khởi động hệ thống, nhất là hệ thống y tế để sẵn sàng phòng chống dịch, đồng thời quản lý chặt chẽ biên giới, sẵn sàng dồn sức và khả năng có thể để phòng chống dịch tốt nhất. Các bệnh nhân nặng ở các bệnh viện cần phải có biện pháp quản lý tốt hơn. Thủ tướng nhấn mạnh với tinh thần thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi biện pháp xử lý triệt để ổ dịch liên quan đến các khu vực nguy cơ cao là thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, cũng như các ổ dịch khác xuất hiện, và tranh thủ từng giờ từng phút để truy vết, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, giám sát y tế đối với tất cả các trường hợp mắc bệnh, có nguy cơ mắc bệnh và tiếp xúc với trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, và các trường hợp từ ngày 1 tháng 7 có thể đi về từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và qua lại các ổ dịch. Bằng nhiều biện pháp thì kêu gọi người dân khai báo y tế, theo dõi tình trạng sức khỏe, trường hợp ho sốt phải được kiểm tra kịp thời trên phạm vi cả nước. Thủ tướng yêu cầu phải bình tĩnh, chủ động, kiên quyết để ngăn chặn có hiệu quả làn sóng thứ hai của dịch COVID-19 vào Việt Nam. Tinh thần là không để lây lan trên diện rộng, không để những ổ dịch mới khi phát hiện không được ngăn chặn, và không được chủ quan nhưng không được hoang mang, dao động hay là bị động. Trong những địa phương mà chưa giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thì vẫn phải đảm bảo sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy nền kinh tế, nhất là những trung tâm kinh tế lớn cũng như các thành phố và các địa phương trong cả nước. Lần này dịch ở cấp độ mới sẽ diễn biến trên diện rộng, và nếu không ngăn chặn có hiệu quả, Thủ tướng nêu rõ, vì vậy mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi ngôi nhà, thôn, bản, xóm làng, khu phố là một pháo đài chống dịch. Chúng ta cần phải bảo vệ chính mình, gia đình mình và địa phương mình cư trú, Thủ tướng lưu ý. Các cán bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe cho đơn vị và cộng đồng, giữ vệ sinh, đeo khẩu trang, giảm tụ tập, giữ khoảng cách, ăn uống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe. Đặc biệt là những vùng có ổ dịch thì càng phải thực hiện một cách nghiêm túc. Và trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch, để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, Thủ tướng đề nghị người dân thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm. Thủ tướng giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai nhanh nhất việc này. Thủ tướng lưu ý không để xảy ra các ổ dịch, nhất là các bệnh viện, cơ sở y tế, và bảo vệ nhân viên y tế tốt nhất, đồng thời xử lý nghiêm minh người tung tin đồn, tin giả, gây hoang mang dư luận. Và trong chỉ đạo thì cần phải cân bằng giữa an ninh y tế và an ninh kinh tế xã hội, đặc biệt là không làm những việc thái quá như là ngăn sông cấm chợ, không được tuyên bố cách ly xã hội mà chưa tính toán phương án phù hợp, nhất là chưa có ổ dịch, vì điều này sẽ dẫn đến bế tắc các hoạt động kinh tế xã hội, và đây còn là mầm mống gây mất trật tự an ninh. Thủ tướng nhấn mạnh chúng ta không chủ quan lơ là lỏng lẻo để dịch bệnh tràn lan, bùng phát, mất kiểm soát, nhưng cũng cần phải tính toán rất chặt chẽ khi quyết định giãn cách xã hội với phạm vi và quy mô hợp lý. Trừ những ổ dịch chúng ta phải làm kiên quyết, còn không phải ổ dịch nào chúng ta phải để cho hoạt động xã hội diễn ra một cách bình thường. Các bộ y tế, quốc phòng, công an, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục kiểm soát các trường hợp nhập cảnh trên các tuyến biên giới đường bộ, đường thủy, đường biển, cảng hàng không, và kiểm soát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở, kiểm tra nghiêm ngặt các cơ sở lưu trú, các khu vực, địa điểm tập trung đông người nước ngoài. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp khởi tố các trường hợp nhập cảnh trái phép. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phương án cụ thể đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, có phương án cụ thể đối với các khu vực cách ly, phải căn cứ vào thực tiễn để chỉ đạo các địa phương có phương án đảm bảo an toàn kỳ thi và có phương án chặt chẽ với các địa phương được cách ly. Và nhân dịp này thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị nhân dân và các địa phương chỉ đạo một cách chặt chẽ để không hoang mang lo lắng, tiếp tục tin tưởng vào các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế. Do đó thì công tác tuyên truyền tập trung vào hai hướng, không gây chủ quan nhưng cũng không gây hoang mang cho dư luận. Mười ba bệnh nhân COVID-19 đang diễn biến nặng và rất nguy kịch. Trong số 13 bệnh nhân nguy kịch, hiện có 6 trường hợp phải thở máy xâm nhập, điều trị tích cực và can thiệp ECMO. Các cơ sở điều trị khác cũng ghi nhận 21 bệnh nhân tiền lượng rất nặng. Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng ngày 3 tháng 8 cho biết rằng hiện nay có 13 bệnh nhân diễn biến nặng, nguy kịch và 21 người tiền lượng nặng.
trong đó thì có 5 bệnh nhân nguy kịch đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, 8 bệnh nhân khác thì đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Và trong số các bệnh nhân nguy kịch, hiện có 6 trường hợp phải thở máy xâm nhập, điều trị tích cực và can thiệp ECMO. Các cơ sở điều trị khác thì cũng ghi nhận 21 bệnh nhân tiền lượng nặng. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Quản lý khám chữa bệnh báo cáo tất cả các bác sĩ giỏi hiện đã được huy động để điều trị cho các bệnh nhân nặng và nguy kịch. Đa số họ thì đều là người cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền rất phức tạp. Mọi diễn biến của bệnh nhân đều được theo dõi sát và được điều hành qua Trung tâm Quản lý điều hành hỗ trợ trực tuyến chẩn đoán và điều trị COVID-19 đặt tại Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, ông Khuê nói thêm. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh theo dõi sát tình hình diễn biến dịch COVID-19, phát hiện mọi trường hợp nghi ngờ và các trường hợp đến từ các vùng dịch để phân luồng, xử lý cách ly kịp thời. Các bệnh viện cần thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm trong cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ cao. Và tính đến sáng ngày 3 tháng 8 thì Việt Nam đã ghi nhận 621 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó đã chữa khỏi 373 ca, tức là chiếm 60%, 6 ca tử vong và 242 bệnh nhân còn đang điều trị.